Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh youtube của báo điện tử VTC News. Chúng tôi luôn cập nhật những vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Trung tâm địa chấn quốc gia Nepal thông báo trận động đất xảy ra lúc 23 giờ 47 phút ngày 3 tháng 11 theo giờ Nepal tại huyện Jakarkot thuộc tỉnh Kanali. Jakarkot cách thủ đô Kathmandu của Nepal khoảng 500 km về phía tây. Theo cuộc khảo sát địa chất Hoa Kỳ, chấn tiêu của trận động đất nằm ở độ sâu 18 km, Gần huyện Jumla, Thừa thớt dân cư, ban đầu được xác định có tọa độ 28,89 độ vĩ Bắc và 82,19 độ kinh Đông. Trung tâm địa chấn quốc gia Nepal cho biết trận động đất có cường độ 6,4 độ Richter, cao hơn số đo của Mỹ, xảy ra ở khu vực Tây Jakakos. Trung tâm địa chấn quốc gia Nepal nói trận động đất có cường độ 6,4 độ Richter, nhưng cơ quan khảo sát địa chất Mỹ xác định trận động đất có cường độ 5,6 độ Richter. Hình ảnh từ truyền thông Nepal cho thấy mặt tiền đổ nát của những ngôi nhà gạch nhiều tầng. Còn người dân cho hay chấn động do động đất có thể được cảm nhận ở các huyện lân cận và ở khu vực xa như Kathmandu. Các quan chức địa phương nói rằng không thể thiết lập liên lạc ở khu vực gần tâm trấn tại Rakakot, một huyện đồi núi với dân số 190.000 người và các ngôi làng nằm rải rác trên những ngọn đồi hẻo lánh. Quan chức Rakakot Harish Chandra Sharma cho hay ít nhất 34 người đã thiệt mạng ở huyện của ông, trong khi ở huyện lân cận Tayrukum, Cảnh sát Namarai Batarai cho hay ít nhất 35 người chết đã được báo cáo. Ông Suresh Suna, một quan chức khác thuộc Rakakot, nói với Reuters qua điện thoại rằng ít nhất 20 người đã được đưa đến bệnh viện vì bị thương do động đất. Thủ tướng Nepal Pushpa Kamandahan đã lên tiếng bày tỏ sự đau buồn sâu sắc trước những thiệt hại về người và tài sản trong trận động đất. Ông đồng thời ra lệnh cho các cơ quan chức trách nước này triển khai các hoạt động cứu hộ và cứu trợ ngay lập tức. Đây là lần thứ ba trong vòng một tháng động đất làm rung chuyển đất nước Nepal. Ngày 3 tháng 10, hai trận động đất mạnh 6,2 và 4,6 độ đã làm rung chuyển Nepal, gây ra dư chấn tại nước láng giềng Ấn Độ. Hôm 22 tháng 10, một trận động đất mạnh 5,2 độ đã khiến hàng chục ngôi nhà tại quận Dading, gần thủ đô Kathmandu, bị phá hủy. Động đất cũng gây ra lở đất tại khu vực này. Động đất không phải là chuyện hiếm tại Nepal, quốc gia nằm trên dãy Himalaya. Năm 2015, một trận động đất mạnh 7,8 độ từng khiến hơn 9.000 người tại nước này thiệt mạng, hơn 1 triệu ngôi nhà bị phá hủy. Ngày 27 tháng 10, cơ quan dự báo khí tượng Iceland IMO đã cảnh báo nguy cơ núi lửa phun trào trong bối cảnh bán đảo Reykjanes ở Tây Nam Iceland đã hứng chịu hơn 5.500 trận động đất nhỏ trong 3 ngày qua. Với vị trí địa lý nằm giữa các mảng kiến tạo thuộc lục địa Á-Âu và Bắc Mỹ di chuyển ngược chiều nhau, Iceland là điểm nóng về các hoạt động địa chấn và núi lửa trên thế giới. Tuy động đất là chuyện cơm bữa tại Iceland, nhưng giới khoa học cho rằng nên cảnh giác với một loạt cơn địa chấn mới xảy ra gần đây một cách bất thường. Chuyên gia Masti Robert thuộc IMO cho biết, những trận động đất này là một dấu hiệu cảnh báo, phần mở đầu của một câu chuyện dài về những vụ phun trào núi lửa sắp tới. Những trận động đất này có độ sâu chấn tiêu khoảng 5 km và có nguyên nhân xuất phát từ việc magma tích tụ trong thời gian dài đã tạo ra áp lực đối với bề mặt trái đất. Đầu năm nay, một ngọn núi lửa tại khu vực không có dân cư sinh sống trên bán đảo Rezanet đã phun trào sau những cơn địa chấn dữ dội. Đây là lần thứ ba hiện tượng này xảy ra ở tây nam thủ đô Reykjavik của Iceland kể từ năm 2021. Theo IMO, vụ phun trào thứ tư có thể đã hình thành và đang dần phát triển, mặc dù việc dự báo thời điểm núi lửa phun trào là rất khó. Chuyên gia Robert cho biết, từ quan điểm của tôi với tư cách là một nhà khoa học và một người đã từng theo dõi hoạt động này rất chặt chẽ, tôi có thể khẳng định rằng một vụ phun trào núi lửa sẽ xảy ra trong vòng 12 tháng tới. Trong số hơn 5.500 trận động đất nêu trên, trận mạnh nhất có độ lớn 4,5, trong khi 15 cơn địa chấn khác có độ lớn trên 3,0. Thông thường, con người có thể cảm nhận được các trận động đất lớn từ 2,5. Theo Trung tâm Báo tin Động đất và Cảnh báo Sóng Thần, Viện Vật lý Địa cầu, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cho biết, vừa qua, trận động đất có độ lớn 4,0 độ Richter đã xảy ra tại huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình độ sâu chấn tiêu khoảng 12 km đã xảy ra tại tọa độ 17.868 độ vĩ Bắc, 106.392 độ Kinh Đông, thuộc huyện Quảng Trạch. Trận động đất này không gây rủi ro thiên tai. Theo nhiều người dân, họ nghe thấy tiếng động lớn kèm theo sự rung lắc của đồ vật trong nhà trong khoảng vài giây nhưng không gây thiệt hại gì đáng kể. Theo tiến sĩ Nguyễn Xuân Anh, Viện trưởng Viện Vật lý Địa Cầu, Động đất là hình thái thiên tai phức tạp, có nhiều tính chất phi tuyến nên cần tiếp tục theo dõi và xử lý khi có việc bất thường. Về dự báo, cảnh báo động đất, ông Xuân Anh cho biết hiện chỉ cảnh báo động đất có thể xảy ra ở một vùng nào đó như ở Tây Bắc, chứ khó dự báo thời gian xảy ra động đất. Ngay như ở Nhật Bản, có những trận động đất xảy ra gây thiệt hại rất lớn, nhưng thời gian xảy ra động đất gần như không thể dự báo được. Do đó, phải có giải pháp căn cơ, lâu dài cần có giải pháp kháng chấn động đất, không chỉ cho các công trình thủy điện, thủy lợi, kể cả nhà dân, khu đô thị, bởi nhiều công trình hạ tầng, nhà ở có thiết kế chống động đất ở mức thấp. Với việc vận hành ổn định trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần và các mạng trạm quan trắc đã góp phần tích cực trong công tác cảnh báo giảm thiểu thiệt hại do thiên tai. Viện trưởng Viện Vật lý Địa cầu Nguyễn Xuân Anh cũng cho biết, động đất có độ lớn 4,0 độ Richter thuộc mức độ trung bình, không gây rủi ro thiên tai, nhưng rất có thể vẫn kèm theo các dư chấn các kết cấu xây dựng yếu có thể bị ảnh hưởng bởi động đất ở mức độ này. Viện Vật lý Địa cầu tiếp tục theo dõi thêm động đất tại khu vực này, thông báo về hoạt động động đất đến chính quyền và người dân để chủ động ứng phó. Khi có động đất xảy ra, chính quyền và người dân tại khu vực bị ảnh hưởng cần thực hiện nghiêm theo các quy định tại quyết định số 78-2007-QDTTG ngày 29 tháng 5 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế phòng chống động đất sóng thần. Theo Dhaka News, vụ va chạm tàu hỏa xảy ra tại khu vực Berab vào chiều hôm 23 tháng 10 giữa một đoàn tàu chở khách và một đoàn tàu chở hàng đang cùng di chuyển qua ga tàu cách thủ đô Dhaka của Bangladesh khoảng 80 km. Quan chức đường sắt có tên Halim Hossein Sikda cho biết tàu tốc hành Egaro Sindhu đi Dhaka khởi hành từ ga Berab. Tàu đã chuyển làn để đi tuyến khác trước khi toàn bộ đoàn tàu kịp chuyển sang tuyến mới, một đoàn tàu chở container khác đi vào cùng tuyến đã va chạm với đuôi tàu chở khách, khiến nhiều khoang chật bánh. Hình ảnh do truyền thông ghi lại cho thấy nhiều toa tàu bị chật khỏi đường dây và lật nghiêng sang một bên. Hiện bốn đơn vị thuộc Sở Cứu Hòa và Sân phòng địa phương đã huy động để giải cứu các nạn nhân. Vụ việc đã làm khoảng 100 người bị thương và một số toa của tàu chở khách bị lật. Lực lượng cứu hộ đã kéo được 20 thi thể ra khỏi đống đổ nát hàng trăm nhân viên tình nguyện và cư dân địa phương đã hỗ trợ công tác cứu hộ. Dự kiến con số thương vong sẽ còn tăng do so có người nhiều mắc kẹt bên dưới. Phần lớn những hành khách được giải cứu đều nhanh chóng được chuyển tới bệnh viện. Các nhà chức trách đã tạm ngừng dịch vụ đường sắt đi qua tuyến đường trên. Hiện chưa rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Các nhân chứng tại hiện trường cho biết số người chết có thể sẽ tăng lên do nhiều người bị thương đang trong tình trạng nguy kịch. Ông Anuwa Hosen, giám đốc cảnh sát đường sắt Dhaka cho biết, hai tàu hỏa của đoàn tàu chở khách bị đoàn tàu chở hàng đâm từ phía sau hiện đang hư hỏng nặng các hoạt động cứu hộ vẫn diễn ra hết sức khẩn trương các vụ tai nạn đường sắt xảy ra khá phổ biến ở bangladesh do tín hiệu giao thông kém và hệ thống đường dây cơ sở hạ tầng đường sắt xuống cấp